lửa lò ở thành hồ rực cháy. Nhân vật mà nhiều người tưởng đã miễn nhiễm với cái lò của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cuối cùng đã bị khởi tố. Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố ông Tất Thành Cang. Trước đó, tại hội nghị trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018, ban chấp hành trung ương đã thông qua việc kỷ luật bằng hình thức cắt hết các chức vụ của ông Tất Thành Cang trong đảng vì những sai phạm liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cựu phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tức Thành Cang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ở công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, tức Sa chứ không phải vụ ăn đất ở Thủ Thiêm. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Nhật Vinh và ông Nguyễn Hữu Thành đều là cổ đông của công ty Sadeco. Cùng với ông Tất Thành Cang, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 20 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang. Theo tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định trong việc ký quyết định phê duyệt dự án, ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm. Ông Tất Thành Cang còn có dấu hiệu sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án, quyền sử dụng nhiều lô đất của doanh nghiệp thuộc thành ủy quản lý, gây thiệt hại lớn cho ngân sách. Ngoài việc giúp công ty Nguyễn Kim thầu tóm Sadeco cùng với vụ ký tắt hợp đồng 4 tuyến đường Thủ Thiêm Tất Thành Cang còn sai phạm liên quan đến dự án khu dân cư Phước Kiển do công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho quốc cường Gia Lai đã bị thành ủy Thành Hồ phát hiện từ tháng 6 năm 2018. Trong vụ bán rẻ đất vàng ở khu Phước Kiển cho quốc cường Gia Lai, quy trình chuyển nhượng đất không qua đấu thầu mà dựa trên chỉ định hợp tác, gian lãnh đạo công ty Tân Thuận đã không hợp bàn để thống nhất chủ trương chuyển nhượng và giá chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển, khiến giá bán thấp hơn giá thị trường và giá do Hội đồng Thẩm định Giá Thành phố đưa ra. Ngay sau khi có thông tin khởi tố ông Tất Thành Cang, Thương trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Tất Thành Cang. Ông Tất Thành Cang bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu theo khoảng 2, điều 101, luật tổ chức chính quyền địa phương. Luật này quy định nếu đại biểu Hội đồng Nhân dân bị khởi tố, thì thương chức Hội đồng Nhân dân quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân đó. Trường hợp bị kết tội bằng bản án thì mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân kể từ ngày bản án có hiệu lực. Cũng trong ngày 16 tháng 12, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, một loạt các cán bộ doanh nghiệp nhà nước khác tại Thành Hồ bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị bắt giữ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Khải và bà Võ Thị Trinh Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện. Cả hai bị đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện. Trước đó vào ngày 4 tháng 11, công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Khải và bà Nga cùng một số cá nhân khác ở bệnh viện. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa khởi tố bắt tạm giam ông Diệp Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sài Gòn Co-op. Trưa ngày 16 tháng 12, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Diệp Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố, tức Sài Gòn Co-op, để điều tra về tội lạm quyền trong thi hành công vụ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Diệp Dũng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Các quyết định lệnh nói trên của cơ quan điều tra Điều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Sau khi khám xét, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ một số tài liệu để phục vụ điều tra. Tiết lộ lý do khiến nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Sài Gòn Co-op bị bắt, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 6 hợp tác xã thành viên của Sài Gòn Co-op kinh doanh không hiệu quả trong năm 2018 và 2019. Một số hợp tác xã có lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn các hợp tác xã có lợi nhuận đạt được sau thuế chỉ từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp vốn với số vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng, rõ ràng đó là điều bất thường. Sai phạm ở Sài Gòn Co-op còn có dấu hiệu thu tóm, chiếm đoạt vốn tài sản của liên doanh này từ khi thành lập đến nay như xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Bên cạnh các sai phạm nói trên, ông Diệp Dũng còn có sai phạm khác, đó là vào ngày 24 tháng 7, thanh tra Thành Hồ đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn Co-op tạm đình chỉ việc tiến hành đại hội thành viên cho đến khi có kết luận chính thức và ý kiến chỉ đạo tư cấp có thẩm quyền. Nhưng Sài Gòn khô ốc không chấp hành, vẫn tiến hành đại hội biểu quyết các vấn đề liên quan. Một số nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, vụ ông Nguyễn Thiện Nhân mất ghế bí thư thành hồ vào tay ông Nguyễn Văn Nên dẫn đến diễn biến đột ngột, tất thành càng bị thành củi. Thành hồ có bí thư mới không lâu thì tiến trình đốt lò liên quan đến tất thành can được đẩy nhanh hơn. Ông Diệp Dũng được biết là một trùm tư bản đỏ ở Thành Hồ và mối liên hệ với các quan chức cấp cao đã giúp ông này tạm thời thoát nạn. Thật ra, sai phạm ở Sài Gòn Co-op đã bị để ý từ đầu tháng 4 năm 2020 và bị khui ra từ cuối tháng 7 năm 2020. Ông Diệp Dũng đã lên phương án thoát thân từ lúc đó và nhờ vào mối quan hệ với bí thư Nguyễn Thiện Nhân nên ông Diệp Dũng tạm thoát nạn. Này cái ghế của ông Nguyễn Thiện Nhân đã bị chuyển qua đích của ông Nguyễn Văn Nên nên không còn ai che chở cho Diệp Dũng nữa. Bí thư Nguyễn Văn Nên hẳn nhiên đã nắm đầy đủ nội tình của thành phố Hồ Chí Minh và có rất nhiều cơ hội để bí thư Nên ghi điểm để chứng minh cho nhân dân thành phố thấy ông ta nói và làm song hành. Tuy nhiên, chỉ khi nào ông ta giải quyết dứt điểm vấn đề thủ thiêm với những bằng chứng đã được kết luận thì bí thư nguyễn văn nên mới có thể nói là làm được điều mà không chỉ nhân dân thành phố mong chờ